bên trong bên ngoài kiếm chỗ nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chiều hôm nay bây giờ là khoảng 6 giờ chiều nhá. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở ngay ngã ba con đường Thành Công và con đường Nguyễn Hậu bên quận Tân Phú nhá. Hôm nay đi qua đây thì Kiên muốn chia sẻ với quý vị một cái quán cháo vịt quả vịt Thành Công. Cái quán này thì mình cũng đi qua đây rất là nhiều rồi, tại vì nhà mình ở Tân Phú mình cũng hay ăn ở đây rồi. Thì hôm nay thì Kiên sẽ quay lại chia sẻ với quý vị cái quán này nhá. Cái quán này thì nó nằm ở số 69 đường Thành Công. Đấy. Quán này thì quý vị thấy là nhìn cái bên ngoài cái mặt tiền nhìn rất là đẹp nha, cái bảng hiệu nhìn rất là đẹp. Cháo vịt gỏi vịt Thành Công số 69, giao hàng tận nơi luôn đấy. Mình đi qua thì mình thấy ở trong cái tủ vịt á, thì có rất là nhiều vịt nhá, rồi có huyết có huyết nếp này. Rồi có gọi là nói chung là lòng cổ cánh, nói chung là nhìn vô cái tủ là nhìn quý vị và các bạn thấy là nhìn đã ham rồi nhá. Và hiện tại thì khách đang rất là đông, khách ngồi ở bên ngoài này, bên trong này đang rất là đông luôn. Đấy. Giờ thì Kiên sẽ đi vào đây và quay cận cảnh cái tủ cho cả nhà xem nhá. Đây như quý vị chị các bạn thấy là cái tủ này quý vị thế. Đấy. Đấy cái tủ nhìn đã không? Tủ bên này là một tủ rau này, bên đây là vịt này, gồm có là đầu cổ cánh này, huyết nếp này. Đấy, giờ chúng ta sẽ vào tận nơi bên trong nhé. Đây là cái menu này. Đây, một phần một con là 450 nhá, một nửa con là 230, 4 người ăn là 200, 3 người ăn 150, 2 người ăn là 100, 1 người ăn 50. Đấy. Lòng mề thì có 20k, 20k một bộ lòng mề này, đầu cổ cánh là 40k. Đây, có cái máy là máy hấp, cho nó nóng. Em chào anh. Đây, chúng ta sang đây xem cận cảnh cái tủ này này. Đây anh đang lấy mề này, đây có mề vịt này, mề gan, mề gan này, rồi đầu cổ cánh này quý vị, rồi trong này có huyết nếp này, à. Ôi, nhìn huyết nếp này nhìn đã quý vị, cái này là chân này, cái này là đầu này, đây là cánh này, nói đi đầu cổ cánh 40.000 một bộ, dạ. Đầu cổ cánh 40.000 một bộ, dạ. Đây trên này là vịt là 450.000 một con nhá. 450.000 một con. Nửa con là 230.000. Tôi bán từ đây là từ buổi trưa nhá, từ nói chung là khoảng 9 giờ 10 giờ đó đến 23 giờ. Đây cái này là một con này. Cái này là khao câu. Khao câu vịt. Đây đây em anh chặt nguyên con. Quán này bán cũng được mấy năm rồi anh nhỉ? Mới được có gần 2 năm rồi. Gần 2 năm rồi. Rồi. Cả đây cho nửa con mang về. Rồi bà. Có cháu kia chị bà không? Có cháu nữa. Mấy con vậy? Lấy đầu rồi cảnh hay là đấy, cái này được con là 230 nhá. Cho cháu ba người mà gọi nửa con về nó nửa con là gì? Nửa con 230. Lấy nửa con bên lòng. Chưa có trà đá nước em mới là dạ nó cứ không lại nữa. Bảy khách rất là đông luôn à. Ở đây là cái những cái lọ đồ chua này, rồi hành phi này, rồi đậu phộng này, đây là đồ chua này, đây là
đu đủ muối, này là cải trắng với cà rốt. À, rồi cải trắng với cà rốt. Ăn đồ chua. Dạ. Tầm giờ là đông coi nhỉ? Giờ giờ này là giờ cao điểm ha. 6 giờ đến 8 giờ, 2 giờ. 8 giờ là cao điểm á. Bây giờ đang khách rất đông nên là mình này là gỏi này. Đấy, đây là phần gỏi mang về nhìn hấp dẫn quý vị. Đầy đủ các loại rau. Đây là khắp huyết nếp này. Huyết nếp này một miếng bao nhiêu anh? 20 ngàn. À, 20 ngàn một miếng. Dạ. Trong đó con hấp ở gì nữa? Con đang hấp. Rồi xuống chụp em cái huyết nóng ơi. Chụp giùm em cái huyết này mang lên giùm em thôi. Mang mang đếp đi. Bỏ đó. Xuống làm được chiếc ghế đây. À, đứng gần anh tận vịt nha, cái vịt rất là thơm nha, cái vịt thơm rất mũi luôn này. Đây cũng cho thêm rau này, rau càng cua này, rau càng cua rau rất là tươi luôn. Khi tới tao chị em đang chụp. Rồi. Để cầm huyết nếp đi nè. Lấy à. Thịt không à. À, không có mỡ đâu, cái này không có mỡ nhỉ, rất là đã luôn. Chưa cần lâu đâu, lấy trà đá nó mắc con bàn số 7 nữa vô rồi. Này anh tập đầu ra đầu, cổ cánh luôn. Đấy, đó này tập tôi con vịt ra. Rau này chặt hơi bị ngọt luôn á. Rau rất là bén. Con rau này quý vị thấy rồi, rất là bén nha, tập lúc nào ăn bắt đầu. Miếng vịt này, quý vị thấy không? Da rất là mỏng nhé, không có dày da, không có mỡ nhiều. Lần trước bạn gọi hai người với bộ làm chứ? Đó, đang làm. Qua đây nóng rồi,
Rồi, cho mấy anh về đi, cho mấy anh về đi. Cho mấy anh về đi. Anh chỉ lên. Gọi hai người, bộ lần. Nên tết rồi mới cầm bay. Rất cung. Đây anh chặt cái nửa con, nửa con anh chép rồi này. Khách mua về là đem ra chặt rất là nhanh luôn. Thơm lắm quý vị, vịt thơm lắm, vịt nói chung là mình đứng đây là mình bán này thì kia đã ăn đây một lần mà, cũng là đã ăn ở đây một vài lần rồi. Và cái thấy là vịt ở đây ăn ngon, nói chung là so với những cái quán mà cháo vịt nổi tiếng ở Sài Gòn nó thì nó cũng không có thua kém gì đâu. Nói chung là một trong những cái quán vịt mà ngon ở Sài Gòn đó quý vị. Nếu quý vị nào có dịp thì hãy ghé đây ăn thử nhé. Đây là cái da nó rất là mỏng, không có nhiều mỡ đâu. Thịt ăn nó ngọt, thịt nó chắc, nó ngọt. Đầu của cánh này. Đây, quý vị anh chị em thấy các bạn lấy là rất là đông không? Ngồi là không có chỗ ngồi luôn nha. Đấy. Bên trong bên ngoài kín chỗ nha. Đây giờ Kiên sẽ mua một tô nha quý vị. À một nửa con đem về nhá. Mình mua nửa con đem về, mình mua thêm miến nữa. Mang về nhà ăn. Có thêm gỏi nha quý vị, gỏi rồi miến đầu. Em nha cái này này mì đấy à, cả mì nữa thì đó dạ. Bộ của nó cái này là một bộ dạ. Mang nửa con là 240-230 với lại một bộ này đó, bộ này là 40.000 đó. Hello.
Ừ, anh mua gỏi vịt về ăn luôn nhá. Đi tâm ơi. À, đây này, tham gia lắm. Quán này hơi bị ngon. Thấy trong không? Đây bé nhà kia này. Đây quý vị thấy bé nhà kia không? Mua về nhà ăn với vợ con là một niềm hạnh phúc. Đấy. Thôi nha. Em mua rồi bác về liền. Đây, có khách đến mà không có chỗ ngồi luôn là phải xếp thêm bàn ghế nữa quý vị. À. Xếp thêm bàn ghế ra này là vì hết bàn á. Full bàn luôn. Đây, hình như là đây là của mình này. À, 3 miếng này. 3 miếng em về này. Của em đây đúng không anh? Dạ, dạ, dạ. À, của em hết nhiêu ạ? 275 250. Dạ, 250, cảm ơn chị. Rồi, mình chào cả nhà nhé. Lát nữa thì về sẽ ăn quay review với quý vị ở nhà nhé. Mọi người nhớ ghé quán cháo vịt của vịt thành công. Đây quý vị ơi, kênh đang mua về nhà đấy nhá. Cái này là miến này, bên này là gỏi và vịt này. Đây, mình đã về tới nhà rồi. Hôm nay mua về ăn với lại gia đình. Đây giờ kênh sẽ sắp ra đĩa nhá. Đây là nước mắm này. Mình có cho hai cái bịch nước mắm rồi mà nó bị chảy ra ngoài. Bị chảy ra rồi. Mình lấy cái bát mình bỏ vào. Đấy. Đây là rau. Rau ăn miến. Đây này là miến này. Rồi, hấp dẫn quý vị, đang còn nóng luôn nhá. Đem về nhà mà đang còn nóng luôn này. Đấy. Rồi mình bỏ ra đĩa nha quý vị ơi. Rồi mời quý vị cùng ăn tối với lại gia đình Kiên nhá. Nửa con này là 230.000. Với lại cộng với lại gỏi. Với lại chả miến nữa là tổng 275.000, nhưng mà cô lấy có 250.000 quý vị. Đấy, mình khuyến mãi 25.000. Rồi quý vị ơi, cả nhà Kiên mời quý vị nhá. Đây là bé nhà mình này đang uốn nè, khóc nhè đi nè. Thôi mình ăn đi tranh thủ. Ăn chơi chưa ba? Người ta đòi ăn mà ba mẹ không biết cái gì. Người ta đòi ăn đúng rồi. Ăn thường xuyên lâu lâu thôi. À là
trên đây là sao hả? Đấy, quá trời thịt rồi. Nước miếng chảy. Đấy. Thịt không à? Hả? Toàn là thịt không à? Đấy. Đấy, ngon cái này, cái da này. Đây hoàng tử nhà kia đang ngủ đây, không cho ba mẹ ăn cơm luôn, quấy giờ mới chịu ngủ này quý vị. Đây ba mẹ đang ngồi bên này ăn này. Nói chung là ở chung cư thì nó hơi hơi chật chội nên mình dọn dưới nhà mình ăn luôn, không có bàn ăn mà vậy cũng hạnh phúc rồi. Đây trên này cũng có thể dọn trên này nhưng mà nó hơi bừa bộn chút xíu. Đây hoàng tử ngủ rồi, giờ mình mới được ăn ngon lành này. Cô chú các bác, mày con bảy ngủ ngoan con heo. Hoàng tử nhà Kiên thì gọi là đi đi này anh ta mới chịu ngủ quý vị. Con cảm ơn các cô chú các bác nhiều nha. Rồi mời quý vị nhé, này là cái đùi này, cái đùi nhá, tưởng là nhiều mỡ nhưng mà ít, gọi là mỡ rất là da rất là mỏng nhá. Trộn thêm mà. Em ăn hành trắng luôn. Ngọt mà nó thơm mũi. Mà còn khó nhưng mà nó ngon rồi, nó ngon. Ngon. Vì thực sự ăn nó không làm sạch mà nó hôi á. Nhưng mà đây làm nó thơm, ăn nó thơm nó ngọt. Quá đã. Nói chung mình cho con nít ăn mình cẩn thận nha quý vị, không là sợ là nó bị hóc á, nên là mình cũng phải lòng. Có ba mẹ thì ba mẹ. Một ít xương thôi, không có nhiều xương. Như là gọi nhá. Thì nó rất là ngọt.
chung là Việt ăn nó rất là ngon. Cho ba bé à? Rồi Kiên xin kết thúc cái video này đây nhé, tại vì bé này Kiên nó quấy khóc quá. Rồi, xin chào quý vị và hẹn gặp lại ở trong những video sau. Kiên sẽ để địa chỉ bên dưới phần miêu tả để quý vị có dịp quý vị ghé bên này thưởng thức nhá. Rồi, xin chào quý vị nhá. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.